Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm tháng 12 năm 2023. Và đây là thời điểm cuối cùng để anh chị mua được xe Toyota Veloz với ưu đãi hơn 100% thuế trước bạ. Và cụ thể giá thời điểm hiện tại như thế nào? Thì Toyota Veloz được phân phối thị trường Việt Nam 12 phiên bản và đều được nhập khẩu, đều được lắp ráp tại Việt Nam, có giá niêm yết như sau. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 658 triệu và thời điểm hiện tại bên em đang giảm là 57 triệu tiền mặt. Tính ra cho anh chị đăng ký nó còn rẻ hơn 19 triệu so với giá niêm yết, là đăng ký xong nó chỉ còn là 639 triệu, trong đó đã bao gồm cho anh chị là 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 158 triệu là để mang xe về. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản màu trắng trước mắt chúng ta đây, là phiên bản top, phiên bản cao cấp thì có giá niêm yết là 698 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm cực sâu cho dòng xe này là 62 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần thậm chí còn rẻ hơn so với giá niêm yết lăn bánh xong xuôi khoảng 22 triệu đồng. 22 triệu đồng lăn bánh là 676 triệu là anh chị đã lăn bánh xong xuôi chiếc xe này, bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm và có phụ kiện rồi. Thì trả góp cho anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 167 triệu thôi là mang xe về rồi. Và ở đây thì em đang có hai chiếc xe Toyota Veloz, một chiếc là màu đỏ này, một chiếc màu trắng trước mắt chúng ta đây, một chiếc màu đen. Thì ở đây là màu đỏ là phiên bản G, phiên bản cao cấp, còn phiên bản màu đỏ này là phiên bản tiêu chuẩn. Thì hai phiên bản thì anh chị nhìn qua chắc là khá là khó để phân biệt. Tuy nhiên là nó sẽ có một vài điểm để anh chị phân biệt. Thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có cái mắt của camera 360 phía trước. Còn phiên bản cao cấp thì sẽ có mắt của camera phía trước này. Ở phần thân xe thì hai la răng nhìn qua, thoạt nhìn qua thì sẽ là hơi giống nhau. Tuy nhiên là phiên bản có thiết kế khác một chút và la răng của phiên bản cao cấp sẽ có la răng là lớn hơn 1 inch. Và chi tiết ở nữa ở thân xe là chiếc xe phiên bản G sẽ có camera 360, nên là ở trên cụm gương của xe thì sẽ có một cái thêm một cái mắt cam nữa, còn phiên bản E thì sẽ không có. Còn ở phần đuôi xe thì hai phiên bản này cũng khá là giống nhau, không có điểm gì khác biệt. Mà em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu cho anh chị xem xe nhé. Chiếc Veloz này thì có nội thất là màu đen pha với các cái chi tiết màu bạc và màn hình đa thông tin rất là lớn này, màn hình giải trí cũng rất là lớn. Điều hòa thì trang bị điều hòa tự động, mở gương tự động này, có nút để bật cam 360 lên khi mà mình tăng các cái phím để điều chỉnh màn hình đa thông tin này, rồi tăng giảm âm lượng và có phím để điều chỉnh cam 360, bật cam 360 này, điều chỉnh các góc nhìn khác nhau. Đây là điều chỉnh cái giải trí và bên dưới là chế độ lái. Xe thì được trang bị điều hòa tự động, đèn nổ thông minh, phanh tay điện tử và sạc không dây. Đặc biệt của chiếc Veloz này duy nhất trong phân khúc là được sử dụng cái ghế rất là linh hoạt, có 3 chế độ từ ghế 3 hàng như thế này, ghế sofa và gập cả 2 hàng ghế ở phía sau lại để tăng tối đa cái dung tích hành cho hành lý. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội thất của hai chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình nhé. Vui lòng hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.